lúc đầu thì mình nghĩ rằng là đây có thể chỉ là những cái khó khăn đầu tiên của một con đường mới thôi. Nếu mà mình cứ tiếp tục cố gắng rồi tiếp tục làm tốt hơn thì có lẽ là mọi người sẽ ghi nhận. Nhưng mà mọi thứ nó không dễ dàng như thế chút nào. Cái sự tiêu cực nó ngày càng lớn, ngày càng lấn át. Và sự tiêu cực đấy nó đến từ dư luận này. Sự tiêu cực nó đến từ cả những người mà em nghĩ rằng là trước đây, bây giờ và có khi về tương lai, em nghĩ rằng họ cũng không liên quan gì đến cuộc đời của em cả. Thì nó lại, những cái sự tiêu cực đấy vô tình nó đến với mình. Thì thực sự em đã có sốc. Em đã có sốc, cũng đã có khoảng thời gian mình cảm thấy rất là suy sụp và cảm thấy mất niềm tin vào bản thân. Thực sự là đã có những lúc mà mình cảm thấy là mất phương hướng quá và không biết là phải làm gì tiếp đây. Thực sự thì biết rằng là con gái mình đang trong khoảng thời gian rất là khó khăn, biết rằng là có thể tinh thần của nó đang rất là suy sụp đấy, nhưng mà cái cách mà bố mẹ em vẫn ủng hộ em ấy và tiếp thêm động lực cho em, nó không phải bằng lời nói, là kiểu con ơi cố gắng lên, hãy cố gắng vượt qua đi, mà chỉ bằng những cái hành động rất là nhỏ của bố mẹ thôi, mà mình cảm thấy rằng là cuộc sống này vẫn còn rất nhiều niềm vui và nó vẫn rất là dễ thở, chứ không như những gì mà mình đang phải đối mặt. Là hàng sáng khi mà mình thức dậy, mình ra ngoài phòng khách thấy mẹ đang ngồi uống một tách cà phê và cầy view cho con gái, thì mình cảm giác đấy là những cái hành động rất là dễ thương, rất là nhỏ. Còn bố thì kiểu ở xa em, ở ngoài Hà Nội, và gửi cho em một tấm hình là vừa mở MV của em trên TV này, trên laptop này, và cả mấy cái điện thoại của bố là mở hết lên để cầy view cho con, và hỏi em là con ơi thế mình xem hết thì mình mới được tính là một view, hay là mình xem một nửa xong rồi bố tua lại là cũng được rồi. Thì những cái rất là nhỏ đấy thôi làm em cảm thấy rằng là gia đình mình đang tin mình và vẫn luôn tiếp thêm cái động lực cho mình bằng một cách nào đó gần gũi nhất. Đối với em thì năm 2017 là một năm em cảm thấy được rõ rệt nhất về sự thay đổi và sự trưởng thành của bản thân mình. Trong năm qua thì em cũng để mà nhắc đến năm 2017 thì mọi người chắc chắn là sẽ nhắc đến một cái con đường mới mà Chipu đã đi, đó chính là một con đường ca hát. Khó khăn có đó, chông gai có đó, nhưng mà đối với em nó cũng để lại được cái dấu ấn. Và qua những cái khó khăn, những cái vấp ngã và những gì mình đã làm trong nửa cuối năm để lại dấu ấn cho bản thân mình, để lại dấu ấn cho khán giả, thì mình cảm nhận được là mình đã trưởng thành rất là nhiều và mình đã nhận ra được rất là nhiều một cách rất là sâu sắc về giá trị của niềm tin, rồi giá trị của những cái con người cùng chí hướng với mình đang giúp mình đi từng ngày trên một con đường mới. Và bản thân mình thì cũng cảm thấy rằng là mình đã thay đổi rất nhiều, thay đổi cả về con đường mình đi, thay đổi cả về tư duy và thay đổi cả về cách nhìn nhận về cái công việc mà mình đang hướng đến, đó chính là một nghệ sĩ giải trí. Khi mà mình đi một con đường mới thì không thể nào mà không có những cái sai sót. Bản thân Chi khi mà nhìn lại những thứ mình làm và mình đã đi qua, thì từ những cái va vấp, từ những cái lỗi nhỏ, từ những cái sai sót, và mình nhận ra rằng là mình còn phải cải thiện rất là nhiều nữa, mình còn yếu ở điểm gì, kém ở điểm gì, thì mình sẽ tập luyện thật là nhiều cho nó, để mà những sản phẩm tiếp theo, những lần trình diễn tiếp theo mình sẽ tốt hơn, sẽ cải thiện được nhiều hơn. Và có lẽ là những cái phản ứng của khán giả dù là tích cực hay tiêu cực ấy, thì đối với Chi trong cái thời điểm đầu tiên của cái con đường mới này, nó cũng đều là những thứ rất là đáng quý. Tại vì với những lời khen thì mình sẽ coi nó là cái động lực để mà mình cố gắng. Còn với những cái lời mà góp ý, nếu mà một cách tiêu cực thì chắc chắn là Chi cũng sẽ phải đọc để chọn lọc xem cái gì tốt cho mình. Còn với những cái góp ý một cách chân thành để Chi có thể nhìn nhận ra được những cái điểm yếu của bản thân ấy, thì
thì chị cũng sẽ nhìn vào đó để có thể rút được kinh nghiệm, có được những cái bài học cho bản thân mình. Và khi mà mình nhận thấy là mọi người đang quá là tập trung vào những cái tiêu cực đi, và mọi người quên mất rằng là ở một nửa bên kia vẫn còn đang có rất nhiều người ủng hộ mình. Và vì sao mình không cố gắng nhiều hơn nữa để cái một nửa 50% những người ủng hộ mình nó ngày càng tăng lên, mà mình phải chăm chăm là trời ơi người ta đang chửi mình kìa, mình sợ quá, thì nó sẽ khiến mình chùn bước. Nhưng mình phải tin rằng là vẫn còn 50% người ủng hộ, nghĩa là mình vẫn còn hy vọng, mình không hề mù quáng. Em nghĩ rằng là mình phải bước tiếp để mọi người thấy rằng là Chipu nó dám nghĩ, dám làm, nó dám đương đầu với thử thách, nó dám chiến đấu với nó và nó dám chinh phục nó. Thì mình vẫn còn 50% cơ hội phía sau, vì sao mình lại dừng lại ở ngay cái quãng đường này. Thì đó là cái điều mà em bỗng dưng nhận ra rằng là bên cạnh em vẫn có những người đồng đội. Em phải tin họ, em và họ phải tin nhau để đi tiếp. Và bản thân em cũng nhận ra rằng là mình phải có niềm tin vào bản thân thì mình mới có thể bước tiếp được. Và lúc đấy cái niềm tin nó không còn giống như là kiểu những gì mọi người hay tuyên truyền, là kiểu hãy tin vào bản thân đi rồi nó bị sách vở ấy. Thì ngày xưa mình không tin, mình thấy nó quá là trừu tượng. Nhưng mà tới cái thời điểm mà mình gặp khó khăn nhất như vậy thì mình mới cảm nhận được một cách rất là sâu sắc niềm tin vào bản thân nó là cái gì. Và cái thời điểm đó thì em nhận ra rằng là phải tin vào chính mình, thì đó là cái cách duy nhất để mà em sống sót.